đang đến với chương trình Quýnh Làm Cam Chiều. Quýnh Làm Cam Chiều do Đài Truyền hình Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp những người chơi, họ là những người rất thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, để xem họ là ai nhé. Xin mời những người chơi Nam Trà, Quyền Trâm, Quách Ngọc Tiên và Lê Vũ Đa. Xin chào tất cả mọi người, chào các anh chị ạ. Giới thiệu về bản thân mình cho khán giả được biết hay không ạ? Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho Lê Vũ Đa xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Quýnh Làm Cam Chiều. Mặc đồ và cách nói chuyện cũng giống ca sĩ nữa hả? Mời anh ạ, tới anh ạ. Ủa vậy thôi hả Đà? Xong rồi anh. Dạ, xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Quýnh Làm Cam Chiều. Mình là Quách Ngọc Tuyên, hiện tại bây giờ mình là diễn viên, là ông bố chuẩn bị có đứa con thứ hai. Em là Nam Trà, hiện em đang là diễn viên ạ. Huyền Trâm xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. SC biết rằng là Huyền Trâm hát rất là hay đúng không ạ? Cải lương rất là ngọt. Không biết là hôm nay đến với chương trình Quýnh Làm Cam Chiều mình có thể thể hiện một vài đường nét nghệ thuật hay không? Dạ thì cũng không dám muốn rìu qua mắt thợ thì xin một chút xíu thôi ạ. Chàng ơi đình mòn chia ly người đi kèo lỡ câu ước khen cho em nhàng lìa đôi nôi tiếng chia phôi hết rồi kỷ niệm còn buồn nhau chi giận nhau chi nói nữa đi anh đừng khóc nghe anh nước mắt tuôn rơi con tim đau nhói trời ơi ai sắp bài chi đời người con gái mới yêu ai đến hôm nay kỷ niệm mở phai duyên nở lỡ làng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng một của chương trình Quýnh Làm Cam Chiều. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Quýnh Làm Cam Chiều. Và đây là vòng 1 mang tên Quýnh Làm Cam Chiều. Ở vòng này chúng ta sẽ chia ra một thành viên trong đội của mình sẽ làm cam và một thành viên trong đội của mình sẽ làm quýt. Ai sẽ làm cam và ai sẽ làm quýt ạ? Cam quýt thì trước sau cũng như nhau á Đa thôi. Yên tâm đi. Anh quýt đi ha. Ok em. Mình làm cam làm quýt gì thì cũng bị người ta bóc vỏ mà ăn thôi chị à. Đúng rồi, cho nên là thôi. Cho nên là chị làm cam nha chị. Chị làm cam trước nha. Chị làm cam trước nha. Chị làm cam trước nha. Ủa vậy là chị em giữ chưa? Đó, mình phải trải nghiệm trước. Bây giờ chị người lớn, chị có nhiều kinh nghiệm, chị trải nghiệm trước rồi chị truyền đạt lại cho em có kinh nghiệm hơn, hiểu không? Ok, chị làm nha. Chị làm. Dạ. Rồi, Đa là cam. Đa là cam, anh Tuyên sẽ là quýt. Anh là quýt. Xin mời mọi người, quýt ngồi trên và cam sẽ ngồi dưới nha. Ở đây chúng ta sẽ thách đấu lẫn nhau. Nếu như các bạn nghĩ rằng là đồng đội của các bạn có thể làm thử thách của chúng tôi cao hơn đội còn lại thì các bạn sẽ giành quyền được tham gia. Thử thách của chúng ta rất là đơn giản thôi. Người chơi sẽ phải lắc chiếc vòng này từ cái mức này nhá. Lắc. Sau đó là phải lấy một cái dầu từ đây, đem vào đây và bỏ lên chiếc cái bàn của mình. Đó, trong vòng 2 phút các bạn nghĩ rằng đồng đội của mình sẽ làm được bao nhiêu cái vòng? Em nghĩ là chị Trâm với cái kỹ nghệ của mình nhiều năm chinh chiến với những vai võ tướng thì em nghĩ chị Trâm sẽ... Em ơi, Trâm chỉ múa thương múa đau rồi không có lắc vòng nha. Không, vừa cởi ngựa vừa lấy vòng á. Tối thiểu là 5 vòng. 6 cái. Trời đất ơi, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Anh tin em, cái này cần cái thể lực đúng không? Cần sự uyển chuyển nữa. 7 cái. Trời ơi, vậy là các bạn không tin tưởng những người đồng đội của mình rồi. Một người là chuyên múa thương múa đao, còn một người là diễn viên chuyên hình thể. Chuyên hình thể. 6 vòng, 7 vòng thôi sao? Cao lên. Nhấp nhả từ từ thôi. Em nghĩ là với cái tài năng của chị thì chị phải lấy được 15 cái. 18 cái. Trời ơi, chưa? 18 cái. Gia đình chị tin chị, em tin chị, chẳng lẽ bản thân chị không tin chị? Chị Tâm sẽ lấy được 19 cái. Cứu tôi. Tâm ơi, làm đi em. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho Huyền Trâm với 19 cái trong vòng 2 phút. 3, 2, 1, 2 phút bắt đầu. Đúng rồi, hay quá chị Trâm ơi, hay quá. Chị Trâm ơi, cái dòng này nhẹo quá vậy. Anh sắp lấy 5 cái á. Đúng rồi, uyển chuyển lên chị, đúng rồi. Đúng rồi, dùng cái cơ hành của mình chị ơi. Anh nói rồi, Trâm là chỉ múa đau múa thương thôi à. Không, được, rất uyển chuyển chị ơi. Đi nè, tới nè. Sức người tỏi đá cũng thành cơm. Đúng rồi chị ơi. Đợt sau lấy nè. Với cái hình tượng này thì... Đúng rồi chị ơi, hay quá chị ơi, đúng rồi chị ơi. Chị ơi. Tiếp tục, còn 18 cái nữa. 18 cái nữa không đáng là bao đâu chị. Hay quá chị ơi, đúng rồi, tiến tới chị ơi. Đó, đúng rồi chị ơi, nhân quá quá chị ơi, đúng rồi chị ơi. Không cần tập gym nha mọi người nha.
Trời ơi, 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và phần thưởng của bạn đó chính là hai ổ bánh mì đang chờ đợi bạn nha. Ở trong đó ngon á. Em thấy có chả ba tê đồ nhiều lắm chị ơi. Bạn có phải ăn một mình hay không? Thì chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Lê Bửu Đà. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá anh ơi, hay quá, rớt rồi. Và sau đây là phần trình diễn của nghệ sĩ nhảy qua dòng lửa Lê Bửu Đà. Không có đồng đội nào. Anh là phạm lực. Không có đồng đội nào như anh chân. Em tiếp nè, em tiếp cho nè. Đưa đây, trời ơi. Kéo lên, kéo cái áo lên. Anh lột cái áo ra luôn đi, nó sẽ dễ hơn cho anh. Hay quá, hay quá. Một cái rồi, một cái rồi. Dán lên anh ơi. Vượt lên chính mình anh ơi. 10, 9, đã giúp chưa? 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vậy là sau hai thử thách của các bạn thì các bạn đều không hoàn thành. Chúng tôi rất là dễ thương thôi. Thấy các bạn cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Chưa bao giờ cuộc đời tôi thấy ổ bánh mì nào toàn ớt không có thịt trong đó. Tại sao? Đây là ổ bánh mì chay của chúng tôi. Ổ bánh mì thực vật. Chương trình biết em ăn chay trường hay sao á. Ủa ăn chay trường luôn rồi hả? Dạ, tháng 10 này là đủ 6 năm rồi hả? 2, 3, cũng đi ạ, cũng đi ạ. Ồ, ai mà. Yeah. Trời ơi, chỉ là một vài cái trái ớt nhỏ nho thôi, có cái gì đâu. Có cái vị mặn ở trong đó. Không phải, bình thường ăn không sao. Mà chơi chơi xong ăn nó khô quá vậy. Em thấy mồ hôi quá trời nè chị ơi. Chị ơi, hình như chị bị mất vị giác luôn rồi phải không chị? Bún lặng thì giá chiều. Chị biết trách ai bây giờ. Một mình ta sẽ chống nổi cái đai này. Trời ơi bà. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình Quýt Làm Cam Chiêu. Và đây là vòng 2. Vòng 2 rất là đơn giản, chúng ta sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Hồi nãy ai đã làm rồi thì bây giờ vào chịu à. Mọi người ơi, nhà có hai anh em Quýt Cam, ba mẹ mới rắc ra phường đổi lại hộ khẩu. Đây Cam Quýt. Sao đó được. Sự ra là em thấy nhà bên đó là lũng củng rồi. Chị tin em, Cam mà chị thương em. Chị rồi, hai. Chị thương em. Chị biết năng lực của em bị bệnh đó chị hai. Chị biết mà, chị hiểu. Em bệnh nặng lắm á. Chị hiểu cái điều đó, cho nên chị rất là thương em. Chị sẽ thương. Yeah. Không thích tí xíu nào, tự nhiên ba mẹ đổi họ, đổi tên rồi. À, đổi tên đúng không ạ? Tự nhiên bắt làm, bây giờ làm bằng Cam. Thật ra là ba mẹ có thể làm được điều đó, nhưng mà chính quyền không cho. Ok. Chính quyền không cho đổi. Và thử thách của chúng ta đó chính là tâng bóng và gấp bóng. Ở đây chúng ta sẽ có những cái kiết gẹp như thế này. Ta sẽ tâng vào trong bảng và gấp bóng lên như thế này. Trong vòng 2 phút các bạn sẽ làm được bao nhiêu cái? Một lần chạm lên tường và một lần chạm xuống dưới đất. Và phải đứng sau vạch. Chị hiểu rồi. Theo bên Trâm nghĩ thì đồng đội của Trâm sẽ làm được 6 cái. Trời. Đó. Chuyện nhỏ đối với anh Tuyền. Rồi, tôi tin đồng đội của tôi. 12 trái. Thôi. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Tại vì quá dữ, quá xuất sắc. Mấy em của em á, có nghĩa là chỉ làm bộ vậy thôi, nhưng thật sự là Trâm biết á là sẽ hơn như vậy. Chị hiểu ý em. 15 trái. Thật vô nghĩa. Yeah. Làm đi. Sao ạ? Gia đình tin em.
Chị thương em bé ngoan của chị. Những cái mái tóc này quấn xuống dưới đây, nó vẫn còn quấn lắm em à, sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều năng lượng để gấp những trái banh tennis này. Gia đình tin em chị, tin lượt em. Lượt thi đấu dành cho bạn 2 phút với 15 trái banh. Bắt đầu. Cố lên em. Hai cái bỏ cuộc. Bỏ. Tôi là người lượng banh. Tôi là người lượng banh cho. Cho đó luôn. Lấy. Tôi rồi lấy cái khác. À. Cố lên. Hai trái bỏ anh đi. Cao lên, cao lên mới được. Cái gì vậy? Ăn gian, ăn gian. Gấp. Đúng tôi, rồi, đúng rồi. Tay tay kia thải cũng được. Từ từ, rồi gấp. Đưa chị. Làm gì mà được. Bỏ luôn. Mẹ ơi. Chơi. Tự lụm cũng được, tự lụm luôn. Cầm phía trên. Đúng rồi. Cố lên nè, chị tin em nè cha. Cố lên. Bỏ luôn. Lại nè. Đúng lên đây nè chị. Hai trái cố gắng lên. Đây cho luôn. Đây quá, đây nè, cho nè, lượm đi, 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 đi. 10 9 mất thể lực lắm trà ơi. 6 Hay quá, cố lên, cố lên. 4 Nhổ quán luôn rồi. 3 Nhổ quán rồi. 2 4 Cho luôn nè, cho luôn nè. 2 Và sau 2 phút, nắm trà đã hoàn thành 6 trái banh. Rất tiếc, bạn chưa hoàn thành thử thách của mình. Nghĩa là các bạn không ghi về 10 điểm và các bạn cũng sẽ là những người bị phạt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cho Quách Ngọc Tiên. 3, 2, 1, bắt đầu. Bỏ nè, mấy cái rớt bỏ luôn. Bỏ, cho em lại nè. Ừ đúng rồi, giúp đi, giúp đi, giúp đi. Chơi phải có một người thắng chứ, bỏ anh. Bỏ anh. Anh ơi, nãy anh tự tin quá mà. Nãy anh nói là hên. Đừng ăn gian nữa, mình gấp đúng vị trí, gấp. Bị áp lực cứ. Cố lên anh, cố lên. Anh ơi, đem buffet gấp đồ dữ lắm mà. Gấp như gấp sushi gì đó. Hay quá, hay quá, hay quá. Cái này có gọi là ăn gian không? Được, 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 được. Ok, chương trình cho. Một phần ba đoạn đường rồi. Gắn hai trái anh ơi, bảy, hai trái anh ơi, gắn 6, hai trái. 5 4 3 2 Hết giờ, hết được rồi. Hết giờ. Trái này không có tính nha. Bỏ, không cần. Dữ rồi. Vậy là sau 2 phút, Quách Ngọc Tiên đã gấp được 2 4 6 8 10 15 trái banh ạ. Yeah. 5 điểm sẽ dành cho đội Quách Ngọc Tuyên và Lê Vũ Đa. Chúc mừng. Hình phạt dành cho Nam Trà là nuốt trọng trái banh này. Nuốt trọng trái banh này. Nuốt trọng trái banh này. Và Nam Trà sẽ được trang điểm cho có một cái mái tóc mới, một cái gương mặt mới với sự giúp đỡ của Lê Vũ Đa. Xin mời ạ, mỗi người giúp cho Nam Trà 3 cái kẹp ạ. Anh biết một chỗ này rất dễ. Trời ơi em. Trời ơi trời. Chơi xong chương trình này chắc có ngồi ăn. À. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. À, trời có ngoài em chắc nó tới đầu gối luôn á. Trời ơi. Hết đau đúng không? Rồi nè. Không đau đúng không? Đây cho đều anh ơi. Ở đây hả? Đau cho nó đều. Đau lắm á. Một bên nó khó chịu lắm. À, đau nhất là cái họ. Dạ. À, được rồi, được rồi. Vậy là ok rồi. À. Chịu thua chưa? À. Đại đội bạn thách dữ quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Quýt Làm Cam Chiêu. Bởi vì vòng này sẽ là vòng quyết định tất cả. Hiện tại đội Lê Bú Đa và anh Quýt Công Tiên, các bạn đang ghi về cho mình 5 điểm. Đội của Nam Trà và Huy Trâm, các bạn ghi về cho mình được o điểm.
Đây là vòng quyết định với mỗi đáp án chính xác. Các bạn sẽ ghi về cho mình 20 điểm nên hãy cố gắng lên nhé. Cơ hội là đây, cơ hội là đây. Đây là vòng thi đối kháng. Sau khi MC đếm 1, 2, 3 các bạn hãy chạy lên giành chiếc chuông. Trong vòng 10 giây dạ. Gợi ý của chúng tôi sẽ được hiện lên trên màn hình. Các bạn hãy sắp xếp chữ ngược thành một câu có ý nghĩa. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hãy thể hiện sự quyết tâm của mình đi nào. Ôi, sung quá rồi cho em chơi liền đi anh ơi. Rồi, xin mời các bạn sau bạch nha. Sao sao, đây nè hả? Sau bạch, sau bạch, sau bạch. 1, 2, 3. Em khởi động chi kỹ quá vậy? Em chưa kịp. Tự nhiên nhảy. Tại sao lại nhảy? Em chỉ làm cho làm nóng. Nhảy cái đợt này làm gì mà nó chạy lại á? Rồi, cho câu hỏi đi ạ. Câu hỏi đi ạ. Xin mời. Thời gian đã trôi qua. 5. Chị lặt rau rồi luộc em. Luộc rau lặt rồi. Trời ơi. Ngày xưa mình đi học tốt không? Cô có dạy mà. Câu rất là quen thuộc đúng không ạ? À? Đáp án của chúng ta đó chính là dĩ nhiên rồi, chị lặt rau rồi luộc em. Luộc rau lặt rồi là đáp án của chúng ta. Các bạn ghi về cho mình 20 điểm, chúc mừng. Yeah. Cùng với việc chiếc nồi mà chúng tôi đã nấu 30 năm nay, 30 nồi bánh chưng đã để dành cho Nam Trà và Huyền Trâm. Trời ơi anh ơi, một vài ngón thôi. Đi lên đây. Đi lên đây, đừng có chân gian. Hồi nãy nó bị vết thương mấy cây kẹp, bây giờ nó này lên nó bị ướm máu. Nhắm mắt lại chứ nước mắt á. Bị nhiễm trùng. Nhắm mắt lại nó dính con mắt á. Mắt cận nè mọi người ơi. 1, 2, 3. Đau đâu, đau đâu. Cũng tại mình mà Lan, lấy cái chuông đi, tự nhiên đứng sệt. Trâm ơi, bàn tay này khó hở. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ hai, còn hai câu hỏi nữa nha. Bình thường nó khó lắm với chị, mà sao bữa nay dễ quá, như chương trình dài mà thấy sao á. Để chị cho. 3. Cái mức đây nè. 2. Khoan, sao nó không có gần quá kìa. Lùi về, xíu. 1. Một à, mới có một à. Được rồi, tám được rồi. Ta nói là 3, 2, 1 là hồi nãy. 3, 2, 1 rồi, lo kiện cáo quá. 10 giây dành cho Lê Bú Ra và Quách Ngọc Tuyên, xin mời. Thấy chưa, khó. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và hết giờ, và các bạn chưa có đáp án. Có. Trăm trong trăm năm một trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh, khéo là ta, khéo là tèn quen, khéo là tèn quen ta. Thật ra cũng là hết giờ rồi, nhưng mà các bạn cũng không có đáp án chính xác. Và đáp án của chúng ta đó chính là Cái là tèn quen. Ủa chứ. Ui. Đâm bả đẩy vô bả còn có cái độ xoáy như vậy nữa. Anh Lê Vũ Đa. Da 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 da. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta vẫn còn một lượt thi cuối. 3, 2, 1. Lắc đi chị, em trả lời được, lắc đi. 3, 2, 1. À, cho tiếp gặp nàng. Cái gì nè? 5, kèo. 4, 3. Kèo mau cho thích gặp nàng. Thôi, tắt chơi rồi, còn thấy cái gì nữa. Bùng, đói no, khiếp chịu, lạnh lùng, khiếp chứ. Không phải bà nội ơi. Bảy người ta sai rồi. Ta hiện lại cho thành một đôi. Chèo mau cho thiếp gặp nàng. Hai ta hiệp lại cho thành một đôi. Đây đúng mà. Đâu là cái câu là đi ra đi đâu cho thiếp theo cùng. Và đáp án của chúng ta đó chính là
Tôi không chấp nhận. Hiện tại chúng ta đã có 4 lọ lem ở trên sân khấu. Xin chào nha, xin chào các lọ lem nha. Và... sao ta? Vậy là sau vòng 1, vòng 2, vòng 3 thay đổi, các bạn Nam Trà và Huyền Trâm, các bạn không ghi về cho mình một điểm nào. Thì dĩ nhiên rồi, đội còn lại cho dù 5 điểm cũng chẳng chiến thắng, nhưng mà các bạn ghi về cho mình 25 điểm. Và phần thưởng dành cho các bạn đó chính là 10 triệu đồng. Sau khi mà tham gia với chương trình Quýt Làm Cam Chịu thì mọi người có cảm giác như thế nào khi mà mặt mũi mình tèm lem như thế này? Thật sự ra đây là lần đầu tiên Trâm tham gia chương trình game show Quýt Làm Cam Chịu thì cảm thấy là đúng như cái nghĩa mà Quýt Làm Cam Chịu luôn á. Mình nói sai thì mình nhận hình phạt, rồi em mình nói sai mình nhận hình phạt, nói chung là cực kỳ vui luôn. Mong rằng đó vậy đó, vui. Sẽ có cơ hội được quay trở lại đúng không ạ? Nam Trà, với rất nhiều kinh nghiệm, tại sao hôm nay mặt mình vẫn như vậy ạ? Em cứ nghĩ là chương trình nó cứ như vậy mà chương trình đã đổi format rồi anh. Mọi chuyện không như mình nghĩ anh à. Nhưng không sao, hôm nay cái mặt mình như cái màu áo của mình thôi. Thì nói đi anh trai. Anh là coi như là 10 triệu anh em mình mỗi người 5 triệu đúng không? Thì rồi ra, chích anh bỏ vô ống heo được thêm 5 triệu để anh mua cái máy hút sữa rồi giờ anh. Thôi em nhường nhanh luôn. Thì lần đầu tiên tham gia chương trình Quýt Làm Cam Chịu thì Bú Đa cảm thấy rất là vui là thắng những người bạn bên đây chơi rất là ăn gian. Thật sự là như vậy luôn. Chơi rất là nhiều lần, có kinh nghiệm chơi ăn gian nhưng mà vẫn thua. Thật sự là như vậy nha. Quýt Làm Cam Chịu vừa lắm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quýt Làm Cam Chịu do đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.